want me to lock it down, but I told her to pass the key. Long Ngư Cơ, Tín Hưng, Kiên Giang, kính chào quý khách. Chiều nay ngày 26 tháng 11, cửa hàng mình giao tiếp chiếc này Kubota L5018 Thái Lan. Máy kèm ủi đầu, dàn sới, bánh lầm. Dàn này 1m8 ạ. Kiểu răng lũ chiếc kiểu răng sắt 1.4. Cho nên là trong một dàn giờ chỉ còn khoảng 70 răng thôi. Sới khô, sới nước đều được, nó không bị cuốn rạ. Sọ lớn. Sên của nó tới 100 hát mà. Vào xem cửa hàng mình quay video máy đăng lên là khách xem và khách ưng ý khách chuyển tiền luôn. Đây là bãi dàn sới, dàn cài bánh lồng của nhà mình, sới nước, sới khô, sọ lớn hay là dàn sới Kubota Thái Lan có luôn ạ. Cửa hàng mình cũng là đại lý của dàn sới Greenland Tây Ban Nha, giao hàng toàn quốc. Máy ủi đầu, dàn sới, bánh bơi luôn.